Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như, và mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện trong ngày hôm nay luôn. Thì câu chuyện bữa nay là mình được một cô này cổ ghi âm lại và gửi về cho mình thông qua Zalo. Thì cô không có xuất hiện ở trong câu chuyện đâu, mà là một người cháu ở trong dòng họ của cô đã xuất hiện ở trong câu chuyện này, là một cô cháu gái hen, nên Như xin phép đặt tên cái chị này, mình đặt chị là chị Ly đi ha. Cái chị Ly á, là cháu của cô này á, thì chị không có công việc ổn định đâu. Lâu lâu thì chị có cái job nào thì chị mới đi làm thôi. Thì chị Ly này có một cái người bạn trai, mình đặt tên cái anh này, đặt tên là anh Tèo đi. Về phần của anh Tèo thì anh Tèo này lớn hơn chị Ly chỉ có vài tuổi thôi. Mà có điều là anh Tèo này ảnh không có nghề ngỗng gì ổn định hết trơn á. Tối ngày cứ lưu linh ở ngoài đường không à. Với tư cách đó là một người cô, là cái cô gửi chuyện về cho Như á, thì cô này á, cổ thấy cái anh Tèo, bạn trai của chị Ly này nè, là một người không có đàng hoàng, nên là gia đình á, không có cho chị Ly quen với cái anh Tèo đó. Còn riêng về phần chị Ly này á, thì thật ra á, người ta nói nồi nào úp chung nấy. Về phần chị Ly này á, bả cũng không phải là một cái người hiền lành ha, bả cũng hơi quậy một chút xíu. Còn cái anh Tèo á, mặc dù ảnh không có nghề ngỗng gì hết trơn á, nhưng mà khi quen chị này á, thì anh Tèo ảnh rất là yêu thương chị này luôn. Bình thường á, không có tiền thì thôi, chứ mà có tiền hay là gì đó là đem đưa cho chị này. Chị này thích cái gì á, ảnh cũng ráng, ảnh kiếm tiền, ảnh xoay sở để mà có thể mua cho chị Ly này. Câu chuyện này xảy ra cũng lâu rồi nghe. Cái ngày hôm đó thì anh Tèo này á, bữa đó ảnh cầm tới một cái điện thoại là cái iPhone 5 vào thời đó đó. Thì vào cái thời điểm đó iPhone mới ra mà điện thoại cảm ứng nữa là xịn dữ lắm á nghe. Là anh Tèo á, ảnh mới lấy cái điện thoại đó để mà ảnh tặng cho chị Ly này. Thì chị Ly á, khi mà nhận được cái điện thoại á, thì chị vui dữ lắm. Tại vì á, hồi đó là chị xài một cái điện thoại cùi bắp bình thường hà, chứ không có xài được một cái điện thoại xịn như vậy. Thì vào cái thời điểm đó, cái iPhone đó là một trong những cái điện thoại xịn nhất vào cái thời bấy giờ rồi đó hen. Và khi nhận được cái điện thoại đó thì chị Ly chị rất là vui vẻ luôn. Mà có điều chị thắc mắc là tại sao bạn trai mình á, nghề nghiệp thì không có, mà tại sao lại có tiền mua được một cái điện thoại xịn như này để tặng cho chị Ly. Thì chị Ly mới hỏi anh Tèo, ủa anh, sao mà anh có tiền á, anh mua cho em cái điện thoại xịn quá vậy? Và khi đó thì anh Tèo ảnh nói miễn sao có cho em được rồi, hỏi nhiều chi. Là anh đó ảnh không có trả lời thẳng vô vấn đề đâu, thì ảnh chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Rồi thì chị Ly chị cũng không có quan tâm lắm đâu, miễn khi mà có điện thoại cho mình xài mà cái điện thoại xịn vậy thì ok rồi, thì thôi cũng không có bàn thêm nữa. Rồi á, trong liên tục một tuần đó là anh Tèo ảnh thường xuyên tới để ảnh đưa chị Ly, chở chị Ly đi chơi, đi ăn uống, rồi mua sắm này kia đồ rất là nhiều thứ luôn. Thì khi mà thấy anh này á, ảnh mới tặng cho mình một cái điện thoại xịn, rồi là còn có thêm tiền để đưa mình đi ăn uống mua sắm nữa, thì hồi này chị Ly chị cũng nghi, chị mới hỏi, anh ăn cắp tiền của má hay gì vậy? Khi đó thì anh Tèo nói, có đâu có em, anh cũng làm ra tiền chứ bộ anh vô dụng ha mà em nói như vậy. Rồi thì chị Ly này cũng không có hỏi thêm nữa, cũng quyết định là tin vô người yêu của mình. Còn tiền này hay là tiền ở đâu ra, tiền sạch hay không thì chị Ly thật sự khi đó chị không có biết. Rồi kể về cái chiếc điện thoại iPhone 5 khi đó ha. Bữa đầu tiên á, mà chị đem về chị sử dụng thì á, xài rất là mượt mà hả? Chị mở lên chị xài cái này cái kia đồ rất là xịn luôn. Cảm giác từ xài một cái điện thoại phím á, chuyển sang xài một cái điện thoại cảm ứng nữa. Thì theo Như Như được biết là vào cái thời điểm mà cái iPhone đó được ra mắt á, thì bán với giá cũng khá là đắt đỏ luôn á.
Trong vòng 3 ngày đầu tiên là chị Ly này xài cái điện thoại thì không có gì hết trơn nghe. Tới cái ngày thứ tư cái chị Ly này chỉ xài điện thoại thì trên cái màn hình điện thoại á là chị để cái hình nền của chị tự chị selfie, chị chụp hình rồi chị lấy chính cái hình của mình á làm cái hình nền điện thoại. Thì tất nhiên điện thoại của ai thì mình lấy hình của người đó làm hình nền, cái này là hiển nhiên rồi ha. Thì bữa hôm đó chị này á chỉ để cái điện thoại ở bên đầu giường á, chị nằm chị ngủ. Buổi tối thì sau khi chị xài xong rồi thì chị cũng tắt cái điện thoại để ở kế bên, cắm dây sạc vô rồi sạc. Rồi tới khuya ngày hôm đó thì chị mới mắc đi tiểu, nên là chị đi ra ngoài á, chị đi tiểu xong rồi chị mới trở vô. Cái lúc mà chị trở vô á, thì chị thấy là trong cái phòng ngủ của mình nó có một ánh sáng sáng lên, thì đó chính là cái màn hình điện thoại của cái iPhone đó nó sáng lên. Thì khi đó chị mới đi lại để chị coi có thông báo hay gì mới không, mà sao cái điện thoại của mình á giờ giữa khuya rồi mà nó lại sáng trưng lên vậy. Rồi thì chị cũng đi lại chị kiểm tra, cái lúc mà chị dòm vô cái màn hình điện thoại á nó sáng trưng luôn. Thì khi đó chị dòm vô trong cái màn hình á, lúc này á trên cái màn hình khóa của cái điện thoại á thì không phải là cái khuôn mặt, không phải là cái tấm hình mà chị tự chị selfie chị nghe, mà đây á lại là một cái tấm hình khác nữa, một cái tấm hình của hai người giống như là một cặp vợ chồng vậy đó, một người con trai với lại là một người con gái, mà hai người này thì nhìn cũng hơi lớn lớn một chút xíu rồi nghe, mà có điều là hai người này lạ quơ lạ quắc hà, chị này á chị không có biết ai đâu. Sau mấy giây á, cái màn hình điện thoại này á, là nó sẽ tự tắt đi. Sau khi mà nó tắt rồi á, chị mới ấn cái nút mà home á, rồi để mở cái điện thoại đó lên. Sau khi mà mở cái màn hình điện thoại đó lên á, lần này á, thì chị nhìn vô cái màn hình khóa của cái điện thoại á, thì đây chính là cái tấm hình của mình selfie hôm rày, là chính là mình nè chứ không ai. Thì khi đó chị này á, chị nghĩ chắc là mình đang buồn ngủ, mình qua mắt mình nhìn nhầm thôi chứ không phải gì hết trơn á. Rồi sau đó thì cái chị Ly này á, chị cũng trèo lên giường rồi chị đi ngủ tiếp tục. Tới cái ngày hôm sau, bữa hôm đó cũng lại là tiếp tục buổi tối nha. Chị này bình thường á, là chị thức khuya dữ lắm, chị bấm điện thoại, mình có điện thoại mới mà, cái cảm giác mà mình sắm một cái thiết bị gì đó mới á, là mình cứ mân mê, mình cưng, mình xài nó hoài hà. Thì cảm giác của mấy bạn nào mới mua điện thoại á, là cũng y chang như là cảm giác của chị Ly lúc này vậy đó. Bữa hôm đó là chị Ly nè bả ngủ trễ lắm nha, 11 giờ là bả mới bắt đầu bả tắt cái điện thoại để qua một bên chuẩn bị đi ngủ thôi. Cái lúc mà vào giấc ngủ rồi á là 11 giờ rưỡi. Chị nói chị ngủ đâu tầm khoảng được tiếng mấy là chị mới nghe thấy cái tiếng hát ở bên tai của chị á, mà chị nghe rất là rõ nghe. Tiếng hát này là của một cái người đàn ông mà đang hát một cái bài là nhạc đám cưới, mà chỉ nghe tiếng hát thôi nghe, chứ không có hề nghe là cái tiếng nhạc giống như là mình hát chay vậy đó. Mà có điều là chị Ly chỉ nói á, cái người đàn ông này hát rất là hay luôn, chị nghe hát kiểu nhịp điệu rồi nhịp nhàng này kia đâu kìa, nghe hát giống như là một ca sĩ vậy đó. Thì chị cứ nằm chị ngủ, chị nằm chị nghe nhạc êm quá mà, thì chị cứ nghe bình thường. Mặc dù là lúc đó chị ngủ đã rất là say rồi, nhưng mà trong tiềm thức của chị á vẫn thu vô trong đầu là về cái bài hát, về cái giọng hát của cái người đàn ông đó. Tới sáng ngày hôm sau á, khi mà chị Ly chị thức dậy rồi á, thì chị lại bất giác là chị tự ngân nga cái giai điệu của cái bài hát mà có lúc khuya ngày hôm qua chị nghe. Chị nói bình thường thì chị ít khi nào chị nghe nhạc lắm, nhưng mà chị thích những cái người hát hay, nên nhiều khi là chị hay ngân nga theo những cái giai điệu mà của những người ca sĩ họ hát. Thì khi đó là vào buổi sáng chị thức dậy, chị đã bất giác và chị đã tự ngân nga theo cái giai điệu của cái bài hát đám cưới á, mà ngày hôm qua chị nghe cái người đàn ông nào đó hát trong khi là chị đang ngủ rất là say luôn. Rồi thì đó là cái dấu hiệu thứ hai nghe. Rồi tiếp theo là qua thêm một cái ngày nữa là liên tục tới cái ngày thứ ba này. Thì tới cái bữa hôm đó chị này chị cũng nằm chị ngủ, chị đã ngủ vô giấc rồi.
Chị cảm giác đó là hồi nãy tầm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng, thì khi đó chị đang ngủ, chị lại tiếp tục chị nghe thấy cái tiếng hát của một cái người đàn ông nữa, mà lại là cái giọng của chính cái người hôm qua luôn. Thì chị không biết làm sao á, khi mà chị nghe thấy cái bài hát đó, chị mới lờ đờ, chị mở mắt, chị hé hé mắt ra thôi nghe. Mặc dù hồi nãy là trong người còn buồn ngủ dữ trời lắm, chứ chưa có phải là tỉnh táo đâu, mà tự nhiên thôi là lúc đó là chị mở mắt ra, giống như là ai xui ai khiến kêu chị mở mắt ra vậy đó. Rồi thì chị Ly chị mới mở mắt ra, chị lờ mờ chị dòm vòng vòng. Thì trong cái lúc đó mà chị đang lờ mờ thì chị mới thấy là đứng ở kế bên giường của chị, kế bên cái đầu giường luôn. Thì chị mới thấy là có bóng dáng của một cái người đàn ông. Thấy rõ ràng luôn nghe, là một cái người đàn ông. Chị chỉ mới dòm vô được cái khuôn mặt á, thì thấy khuôn mặt cũng trắng trắng, nhìn cũng đẹp trai, tướng tá thì cũng cao ráo. Thì chị vừa thấy tới đó chị mới bắt đầu là chị giật mình, chị bừng tỉnh. Chị vừa mới ngồi dậy vì chị dòm qua không có còn thấy gì nữa hết trơn á, mà ngay lúc đó thì cái màn hình khóa của cái điện thoại á, nó lại sáng lên thêm một lần nữa luôn. Lúc này không biết là có chuyện gì hết trơn á, chị mới lại chị bấm cái điện thoại chị coi. Thì hồi này á, là 3 giờ mấy rồi, gần 4 giờ sáng rồi đó nghe. Rồi đó lại là thêm một cái dấu hiệu thứ ba nữa. Khi đó thì chị Ly này chị có cảm giác hơi bất an một chút xíu. Chị có qua ngày hôm sau nữa thì chị có gặp với người bạn trai của mình. Thì bữa này chị mới hỏi cái anh bạn trai là: "Ủa anh ơi, cái điện thoại này anh mua ở đâu vậy?" Thì anh này ảnh mới nói xạo là ảnh mua tại một cái tiệm điện thoại nào đó, thì ảnh cứ nói đại ảnh mua vậy đó, ảnh mua nhiêu tiền đó cũng nói cho chị này nghe luôn. Nhưng mà thật ra những cái con số rồi những cái địa chỉ mà anh này ảnh nói toàn là xạo không à, chứ ảnh không có nói thiệt. Rồi thì sau khi nghe cái anh người yêu của mình nói như vậy thì chị Ly này chị cũng tạm thời là chị tin. Chứ mà chị có cảm giác là chị khá là bất an với cái điện thoại này rồi. Rồi tối ngày hôm đó là tối cái hôm á, mà chị này á, chị gặp cái anh người yêu của chị rồi đó. Tới tối ngày hôm đó thì chị Ly á, chị tới giờ là chị sửa soạn, chuẩn bị đánh răng rửa mặt rồi là đi ngủ đó. Thì khi đó là cái lúc 11 giờ rưỡi nghe, hồi này là chị chưa có nằm ngủ đâu. Cái điện thoại thì đang để ở kế bên để mà cắm cái chui sạc vô sạc, chứ con mắt của chị chỉ là nhắm mắt để đó thôi, chứ chị chưa có vô giấc ngủ được. Vậy chị Ly này á, chị cũng khó ngủ dữ lắm. Cái thói quen của chị á, là chị nằm nhiều khi là cả nửa tiếng hơn á, thì chị mới có thể vô giấc ngủ được. Thì chị này là chị hơi khó ngủ rồi đó hen, chứ gặp như như vô như nằm mới có 1 2 phút là bắt đầu là ngáy o o rồi đó. Thôi quay trở lại câu chuyện ngang. Rồi thì chị Ly đang cái lúc mà chị nằm đó, chị để nhắm mắt để đó, thì chị lại nghe thấy cái giọng hát của một cái người đàn ông. Bữa này là hát với một cái bài hát khác rồi ngang, mà vẫn là cái chất giọng đó rất là hay, cái giọng rất là nội lực mà rất là ấm áp luôn. Thì chị mới nghe cái giọng hát đó chị nằm, mà thậm chí là cái chân của chị còn nhịp nhịp theo nữa. Chị Ly này á, chị cứ nằm đó chị tận hưởng cái bài hát đó, mà hồi này á, chị không có hề nghĩ là tại sao á, có cái âm thanh đó mà ai hát cho mình nghe vào lúc giữa khuya như này. Hồi đó không biết làm sao á, là chị không có suy nghĩ tới cái vấn đề đó nghe. Thì chị cứ nằm đó chị lim dim chị nghe nhạc, nghe cái tiếng hát của cái người đàn ông đó, rồi từ từ á, chị đang bắt đầu là chị chuẩn bị vô giấc ngủ rồi đó. Thì khi mà lim dim chuẩn bị chìm vô cái giấc ngủ, ngủ say rồi, thì chị mới nghe thấy cái tiếng la. Chị nghe tiếng la đó, chị nghe thấy cái tiếng la như vậy là chị giật mình hết trơn à. Hai con mắt của chị mở ra mà trợn tròn lên ngang, tại chị bị giật mình á. Chị ngồi bật người lên dậy luôn, vì khi đó quá là hoảng hốt luôn. Tự nhiên á, giữa đêm giữa hôm mà ai la cái gì mà la dữ dội vậy. Thì cái chị Ly này á, chị mới ngồi dậy, chị mở cái đèn lên, chị dòm vòng vòng không có thấy gì hết trơn á, mà chị nghe thấy cái tiếng la hồi nãy á, là cái tiếng này nó chạm tới từng cái tế bào thần kinh của chị luôn, nghe nó rất là kinh dị. Mà cái người phát ra cái tiếng la này á, có vẻ là họ rất là sợ hãi, bởi vì họ đang sợ một cái điều gì đó kinh khủng dữ lắm, mà cái tiếng la này á, nghe nó ché lên luôn á.
Dạ rồi, để kiểm tra chắc hơn á, thì chị Ly chỉ bước ra khỏi phòng của chị đi ra ngoài, thì chị dòm vòng vòng cũng không có gì hết trơn á, thấy cả nhà của mình đang ngủ ngon ơ rồi, thôi chị cũng quay trở lại phòng để chị nằm chị ngủ tiếp. Sau khi mà chị quay trở về phòng rồi á, chị nằm một lúc sau thì chị bắt đầu chị lim dim nha. Thì hồi này á là chị tiếp tục chị nghe thấy tiếng hát nữa, lại là thêm một cái bài hát khác nữa nghe, mà vẫn là cái giọng của cái người đàn ông đó. Có điều á, là cái người đàn ông này hát rất là hay luôn, chứ mà hát dở á, là chị này chị tỉnh dậy chị chửi liền rồi. Thì chị lại tiếp tục chị nghe thấy cái người đàn ông đó hát nữa, những cái giai điệu rất là hay, rất là bắt tai, rồi từ từ chị chìm vô trong giấc ngủ. Chị ngủ, chị vừa vô giấc đâu được có 1 2 phút thôi, chị lại tiếp tục một lần nữa chị nghe thấy cái tiếng la à! Đó, chị nghe thấy cái tiếng la thất thanh mà nó kinh dị ha, nó chói tai kinh khủng luôn, giống y chang như là hồi nãy vậy đó. Thì lần này chị cũng có cái phản ứng giống như hồi nãy luôn, cứ vừa lim dim giấc ngủ mà bị la vậy là chị giật mình hết hồn hết vía, chị mới ngồi bật dậy luôn. Hai con mắt của chị dòm đăm đăm, mà hồi này là chỉ có mỗi cái đèn ngủ, cái bóng đèn cà na của chị mở trong phòng á, là cái bóng đèn màu xanh xanh đó hen, là nhìn nó xung quanh phòng. Thì ngay lúc đó luôn chị mới thấy đứng ở kế bên cái đầu giường của chị á, lại là tiếp tục có một cái người đàn ông nữa. Lần này thì thấy rõ hơn mặt mũi của cái người đàn ông này rồi nha. Mặt mày á, là cũng đẹp trai dữ lắm, tướng tá thì cũng cao ráo. Nhìn cái ông này á, là ra nét của một cái người nghệ sĩ liền luôn. Mà có điều á, là ở trên người của cái người đàn ông này á, là có rất là nhiều cái vết thương, giống như là vết bị dao đâm vậy đó, nhiều vết thương dữ lắm, mà máu còn chảy ra ở những cái chỗ vết thương nó rất là nhiều luôn, máu còn chảy loang lổ luôn. Mà cái người đàn ông này á, khi đó thì ổng cái khuôn mặt của ổng á, bắt đầu là ổng từ từ ổng nhău hai cái chân mày lại, khuôn mặt trở nên giận dữ dữ lắm. Thì lần này á, là nghe thấy ông này cũng nói chuyện rồi, ổng mới nói vậy nè: "Trả mạng lại cho tao." Khi mà vừa nghe như vậy thì chị này chỉ sợ quá, chị ngồi rút vô trong mé tường luôn, chị rất là hoảng hồn luôn. Rồi á, chị thấy cái người đàn ông đó á, là bắt đầu khuôn mặt mày á, chuyển qua nhìn càng ngày càng dữ tợn hơn. Và rồi á, là trong cái lúc chị ngồi sát vô trong mé tường á, thì gần đó là ngay cái bóng đèn rồi. Trong lúc mà sợ hãi á, chị vung tay múa chân thì chị có đụng cái tay của chị á, vô trong cái công tắc cái bóng đèn, thì vô tình á, là cái đèn nó sáng lên. Sau khi á, mà cái ánh sáng của cái đèn nó sáng trưng lên hết cái phòng rồi thì chị không có còn thấy cái khuôn mặt dữ tợn của cái người đàn ông đó nữa, là hoàn toàn biến đâu mất tiêu luôn. Ngay lúc đó thì chỗ cái hướng điện thoại á, thì cái màn hình khóa cái điện thoại nó lại tiếp tục sáng lên một lần nữa, mà cái ánh sáng này á, chị nhìn vô cái điện thoại thì trên đó là cái khuôn mặt của chị ngang, chứ không phải là ai hết trơn á. Khi đó là chính chị Ly này có cảm giác rất là sợ hãi luôn, thì chị cũng có nhắn tin cho cái anh người yêu của chị để chị hỏi về lai lịch của cái điện thoại này, vì chị cũng khá là nghi ngờ cái điện thoại này đó, không biết làm sao mà lại có ma hù chọc mình như vậy, rất là ớt luôn. Thì sau khi mà chị hỏi rồi á, thì cái anh người yêu kia thì cũng nói qua loa cho qua chuyện thôi. Lúc này thì chị Ly chị rất là sợ, mà bây giờ nói về bỏ cái điện thoại này thì cũng đâu có nỡ bỏ đâu, vì cái điện thoại này cũng có giá trị dữ lắm nha. Rồi thì mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cứ ngày nào mà chị còn xài cái điện thoại này là buổi tối chị cứ nghe thấy tiếng hát của một cái người đàn ông, mà cứ mỗi ngày là được nghe bài, được phục vụ vậy đó. Rồi có hôm thì lại thấy người đàn ông đó hiện ra, cứ liên tục một thời gian luôn. Rồi vô tình tới một cái ngày nọ là chị thấy công an đứng ở trước nhà của mình rồi nghe. Khi này là dự cảm của chị đã là không lành rồi. Sau khi mà những cái người công an tới thì cũng có yêu cầu là chị này xuất trình cái điện thoại mà do anh Tèo á ảnh tặng cho chị, thì chị này chị cũng rất hợp tác thôi chứ không có gì, cũng đưa cái điện thoại cho lại công an để bên đó điều tra. Sau một thời gian điều tra rồi truy bắt này kia xong thì cuối cùng á, chị Ly này đã dở lẽ ra một cái sự thật kinh hoàng luôn, là chính cái người yêu của chị đã cướp
và sát hại một cái người đàn ông này vào cái buổi tối. Chuyện là cái người đàn ông này sau khi đi làm về thì có chạy qua một con đường vắng, thì không biết làm sao là chính cái anh Tèo, người yêu của chị Ly này, đã có ý định cướp cái người đàn ông đó hay sao, có ý định cướp từ trước rồi. Nên là có đem theo con dao để mà giả bộ lại gần cái người đàn ông đó tiếp cận nói chuyện, rồi có kêu người đàn ông này chở về nhà giùm. Thì trên đường chạy về nhà là có đi ngang qua một cái khu vực mà cái chỗ này là vắng que nghe, đèn đường cũng không có, trời tối thui, mà nhà cửa của người dân thì cũng không có luôn. Khi mà tới cái đoạn đường này đó thì chính cái anh Tèo này đã ra tay sát hại, đâm cái người đàn ông đó mười mấy nhát luôn, đâm cho tới khi là cái người đàn ông đó gục xuống rồi thì anh Tèo này ảnh mới cướp ở trên người của người đàn ông đó, là cướp một cái chiếc xe máy và cái điện thoại iPhone đó, và kèm theo một cái số tiền và cái chiếc xe đó nữa. Sau khi mà cướp thành công rồi á, thì anh Tèo này đã tặng cái iPhone đó cho chị Ly là người yêu của anh Tèo đó, và đem bán những cái số tang vật còn lại để thu được một số tiền. Và cái số tiền này á, cũng có đem cho chị Ly này để mà ăn uống tiêu xài mua sắm. Khi mà biết tới sự việc này á, thì chị Ly thực sự đã rất là sợ hãi, rất là hoảng hốt luôn, khi biết là hằng ngày mình đã sử dụng cái điện thoại, mà cái điện thoại này là tang vật của một cái vụ án lớn như vậy luôn. Thì chị Ly thì chị đã rất là sợ hãi, và chị cũng biết luôn cái người đàn ông đó là chủ nhân của cái điện thoại đó, hàng đêm mới về hát cho chị nghe. Thì do cái người đàn ông này là cái nghề nghiệp của ảnh, thì ảnh cũng có làm thêm cái nghề ca sĩ tự do nữa, thì bề ngoài của ảnh là khôi ngô tuấn tú đẹp trai cao ráo, và anh này anh hát rất là hay luôn. Thì chị này chị đã gặp ma, là chị gặp chính cái vong hồn của cái anh ca sĩ nghiệp dư đó, ảnh về ảnh hát cho chị Ly này nghe hàng ngày luôn, rất là kinh dị luôn ha. Mặc dù chị Ly chỉ nói cái người đàn ông đó hát cực kỳ hay luôn, mà bây giờ cứ vô tình chị đi ngoài đường chị nghe lại những cái giai điệu đó thì thực sự chị đã rất là sợ hãi, rất là ám ảnh về cái khoảng thời gian mà chị sử dụng cái điện thoại đó luôn, rất là kinh dị luôn hen quý vị. Rồi thì cái chị Ly này cũng có chia sẻ câu chuyện đó lại cho những người thân ở trong gia đình của mình nghe, và cô này cổ đã gửi chuyện về cho Như để mà Như có thể chia sẻ câu chuyện đến cho quý vị khán giả luôn. Một câu chuyện khá là ớn, khá là rùng mình luôn hen quý vị. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ nhất trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua với cái câu chuyện thứ hai này hen. Thì cái câu chuyện này á, mình được một cái bạn này, bạn gửi về cho mình thông qua fanpage ở trên Facebook. Thì cái câu chuyện này á, và khi á, mà mình nghe cái câu chuyện này á, thì mình lại nhớ lại mình có một cái người bà cũng tương tự trong cái câu chuyện này. Thì rồi, ngay bây giờ mình sẽ đi vào trong câu chuyện luôn hen. Thì cái bạn gửi chuyện về cho mình á, là bạn không có xuất hiện ở trong câu chuyện này đâu, mà là bạn được mẹ của bạn kể lại. Thì hồi trước á, là mẹ của bạn có sinh sống ở trong một cái ngôi làng này, và cái câu chuyện này xảy ra cách đây á, cũng khá là lâu rồi nha. Là cái câu chuyện này á, xảy ra vào cái thời điểm mà lúc á, những cái thời mà mía đường á, còn hoàng kim, thì lúc đó là mía rất là mắc luôn. Mía là cái cây mía của mình sai ra mình uống nước mía rồi mía làm đường á nghe mấy bạn. Đó là vào cái thời điểm hoàng kim của mía đường ha. Thì mẹ của bạn này sống ở trong cái ngôi làng đó. Thì trong cái ngôi làng này á, là có một cái gia đình này. Trong cái gia đình này á, là có một cái cô này kêu bằng cô Út. Thì cô Út này á, tất nhiên á, là con Út của gia đình này rồi ha. Là cái cô Út này á, năm đó là cổ 17 tuổi rưỡi, gần 18 tuổi thôi. Ở bề ngoài của cô này á, là phải nói là cổ đẹp nước tiếng luôn. Cổ đẹp nhất ở trong cái khu vực của cái làng đó luôn. Trong nhà cô Út này thì có tới mười mấy người anh em lận, nhưng mà không có ai mà đẹp lại cái cô Út này hết trơn á. Không biết làm sao mà cổ có một cái vẻ ngoài là đẹp nổi trội, đẹp xuất sắc luôn.
Vào thời điểm đó thì có rất là nhiều người con trai mê mẩn cổ, thì cũng có những cái người từ những người mà có tiền có quyền thế, rồi thêm những cái người nông dân khác, rất là nhiều người thích cái cô này, nhưng mà cô út cổ đều từ chối hết trơn à. Bởi vì á là cổ có đem lòng cổ mến mộ một cái anh này, thì cái anh này á cũng là một cái người ở trong làng thôi, thì ảnh là một cái người nông dân bình thường, mà có điều á là anh này cũng cao to đẹp trai, với lại là anh này ảnh sống rất là chân thật, rất là hiền lành luôn. Chắc là do như vậy nên là cái cô út này đem lòng mến mộ cái anh đó, thì anh đó mình đặt tên là anh Sủ hen. Gia đình của anh Sủ này là không phải là nghèo khó gì đâu, mà nhà của ảnh là có rất là nhiều trâu, rồi có ruộng đất nữa. Vì nhà của ảnh là do có trâu nhiều, ảnh cũng thường xuyên là ảnh cũng có đi chăn trâu của nhà ảnh đó, nên là như tự đặt tên là kêu anh Sủ, nghe cho nó vui tai vậy thôi hen. Còn về phần của cô út này á là khi nhỏ cô út này đã rất là giỏi, từ lúc nhỏ đã phụ mẹ buôn gánh bán bưng, rồi đi mò cua bắt tép, rồi buôn bán này kia rất là giỏi giang luôn. Vào cái thời điểm đó thì cô này cũng mười mấy tuổi đó, là cổ có làm việc ở tại một cái xí nghiệp trong cái khu vực địa phương của cổ luôn. Thì cái xí nghiệp này á là chuyên xay mía ra lấy nước mía để mà làm đường, thì làm cho một cái công ty đó như vậy. Và trong lúc làm việc, cô út này cổ đã không may cổ gặp một cái tai nạn lao động như thế này. Là bữa hôm đó là cổ phải xay mía ra, xay mía để ép lấy nước đó. Thì cái máy xay nước mía là mấy bạn cũng biết rồi, vào cái thời điểm đó thì nó cũng tựa tựa như bây giờ vậy đó, là phải đút cái cây mía vô giữa hai cái bánh lăn quay, đút cây mía vô, rồi sau đó cái cây mía từ từ nó chạy về phía trước và cái phần nước mía sẽ được ép ra. Nhắc tới đây cái là ngay trời nóng là thèm nước mía liền luôn á mấy bạn. Thôi giỡn thôi nghe. Rồi tiếp tục quay trở lại với cái câu chuyện ép nước mía này, là cô út này cổ cứ đưa tay vô cổ ép mía liên tục, do số lượng mía rất là nhiều, năng suất cần phải đạt rất là cao, thì cô này cổ cứ ép mía liên tục như vậy. Rồi trong cái quá trình mà ép mía liên tục như vậy, thì bữa đó cô này cổ có mặc một cái áo dài tay, do ngoài nắng nóng để bảo vệ làn da của mình thì cổ mặc một cái áo sơ mi, một cái áo sơ mi dài tay qua khỏi phần tay của cổ như nè. Trong cái lúc mà cổ đang đẩy mía vô trong cái phần máy ép đó để mà ép lấy nước, thì không may trong cái lúc mà đưa mía vô á, vô tình là cái phần tay áo á nó bị dính vô trong cái máy ép luôn, là nguyên cái tay của cô này á nó cũng bị kéo theo cái máy đó, là cái cây mía bị ép làm sao là cái phần tay của cô này cũng bị ép y chang vậy luôn. Thì khi mà ép như vậy ha là mới bắt đầu nghe cái tiếng xương khớp của cô này nó gãy, cảm giác nó đau đớn tột độ kinh hoàng luôn. Cứ nghĩ là thay vì mình ép cái cây mía mà mình lấy cái tay của mình ra mình ép, trời ơi, cứ nghĩ tới đây một cái là cái nỗi đau nó chạm lên tới từng cái dây thần kinh luôn á, thấy ghê quá hen quý vị. Và cái tay của cô này á cổ bị ép qua khỏi cái khuỷu tay thứ nhất là lên gần tới khuỷu vai luôn. Khi đó thì nghe cái tiếng la hét của cô này, những cái người đồng nghiệp á cũng có đi lại để mà tắt cái máy ra đi, cũng rất là may mắn đã tắt kịp cái máy đó, nhưng mà nguyên cái phần tay đó đã bị xay ra dập nát hen, nó bị bẹp dí xuống luôn, nhìn nó rất là kinh dị. Sau đó thì cái cô này á cổ phải lôi ngược cái tay của cổ lại một lần nữa để có thể lấy ra, là giống như cái tay hồi nãy nha bị sai một lần rồi, bây giờ là còn bị sai bị ép thêm một lần nữa, lại thêm một cái lần nữa đau đớn. Mà lúc đó thì cô út này á vì đau quá nên là cổ đã không có còn cảm thấy đau đớn nữa luôn, quá là kinh dị luôn. Rồi thì sau đó cũng có đem cô này đi tới bệnh viện, mà tới đây là cái tay này hết cái cứu chữa được rồi, vì thịt thà thì đã bị ép xuống nát bấy rồi, xương khớp thì cũng gãy banh chành hết rồi, đâu có còn cứu chữa nữa đâu, mới bắt buộc là phải cắt một cái phần ở trên cánh tay. Cái phần nào còn giữ lại được thì giữ, còn cái phần nào mà không xài được là bị cắt mất tiêu hả.
Rồi cuối cùng á, thì nguyên cái phần cánh tay của cổ á, bị cưa gần hết luôn, cưa ở gần tới tuốt ở trên gần vai như thế này nè. Và khi đó thì cô Út này cổ còn lại có một cái tay duy nhất thôi. Sau cái sự việc xảy ra này á, thì cô Út cổ rất là buồn bã, cổ đau lòng luôn. Mặc dù á, thì cổ vẫn còn sống mà cổ không có tha thiết ăn uống gì nữa hết trơn á. Sau khi mà cổ còn lại có một cái tay rồi á, thì có mấy đứa con nít á, mấy đứa nhỏ mà nó thấy như vậy thì nó mới chọc cổ là cô Long Dương quá gì đó, là còn có một cái phần tay còn lại như vậy đó, cứ bị chọc rồi cổ bị tủi nhục, cổ rất là buồn bã. Lúc trước ở trong cái làng này á, cổ là cái người xinh đẹp nhất, người nhiều người theo đuổi nhất luôn, mà khi này á, sau khi mà cổ đã mất cái tay rồi á, thì mà tất cả những cái người đàn ông trước đây á, muốn quen cô này, muốn tìm hiểu yêu thương cổ, thì bây giờ những cái người đàn ông đó đều đồng lượt quay lưng đi hết trơn hà. Và đặc biệt thêm á, có một cái điều rất là buồn bã nữa là chính cái anh Sủ, cái người á, mà cô Út này cũng có tình cảm, thì cái anh Sủ này á, khi mà thấy cô này bị như vậy rồi á, thì cũng quay lưng với cổ luôn, cũng không có thèm tới hỏi han chăm sóc cô này một ngày nào hết trơn á. Sau khi mà thấy cô này, cổ đã trở thành một cái người bị mất một cái cánh tay, thì cái anh Sủ này mặc dù là ảnh không có nói gì hết trơn, nhưng mà nhìn rõ thái độ là ảnh có cái thái độ chê bai, khinh thường, khinh miệt cái cô Út này khi đã mất một cánh tay như vậy. Rồi thì sau đó cũng không còn nhìn thấy cái anh Sủ này nữa. Còn về phần gia đình của cô Út á, trước đây thì cô Út là một cái niềm tự hào với gia đình, nhưng mà sau khi cổ bị mất một cái cánh tay đó xong như vậy thì gia đình của cổ cũng tỏ ra hất hủi với cổ như lắm, đối xử với cổ giống như cổ là một cái người gánh nặng ở trong gia đình vậy đó. Thậm chí là cái người mẹ ruột của cổ còn nói nặng như thế này: mày đặc quyền rồi sao mày không chết luôn đi, sống chi gánh nặng cho người ta. Đó là chính cái người mẹ ruột của cô Út đã đối xử với cổ như vậy, còn nói với cổ thậm tệ như vậy luôn. Mình không hiểu làm sao một người mẹ mà có thể nói chuyện với lại cái người con mình trong lúc con cái của mình nó đang đau đớn tuyệt vọng vậy, không an ủi được một cái nào thì thôi đi, mà đằng này lại còn nói những cái lời cay đắng như vậy. Thiệt sự nghe tới đây là tức thiệt luôn á hắn quý vị. Rồi thì khi mọi thứ, tất cả mọi người, từ người thân tới người lạ, từ người nhà tới người ngoài, từ người mình yêu tới người mình không yêu, tất cả mọi người luôn đều đã quay lưng 180 độ với lại cô Út này, rất là đau lòng, rất là cay đắng. Rồi tới một cái ngày nọ, cô này cổ đã quyết định là cổ không có còn tha thiết sống trên cuộc đời này nữa. Cổ đã mua thuốc trừ sâu á, cổ mua một cái chai mà cái liệu nặng nhất luôn, cổ mua cái chai thuốc đó về á, và cổ tự cổ uống và kết thúc sinh mạng của mình. Và cuối cùng thì cô Út này đã chết ở trong chính cái căn nhà của cổ luôn. Khi mà uống thuốc trừ sâu như vậy thì cái chất độc nó bài tiết ra, thì nhìn cái khuôn mặt của cô này khá là thấy ghê, nước bọt bọt mép đồ nó chảy ra nhìn cũng rất là kinh dị luôn. Rồi thì sau đó là cũng phải làm đám tang, tổ chức một cái đám tang cho cô Út này, nhưng mà gia đình của cô này làm cũng hờ hững lắm, giống như là làm cho có vậy đó, chứ không có pha tha thiết gì đâu. Rồi thì sau khi cô này cổ mất đúng 7 ngày, là ngày đó là tới cái thất đầu tiên của cô Út ngang, thì mọi chuyện trong tuần đầu là không có bất cứ một cái hiện tượng gì xảy ra hết trơn á. Nhưng mà sau cái thất đầu tiên là qua tới cái ngày thứ 8 đó, tới cái ngày này là ở trong nhà đã bắt đầu xào xáo rồi. Vì á, mặc dù là cái nhà thì nhỏ mà có khá là nhiều anh em sống ở trong cái căn nhà này luôn. Cô này á, cổ là cô Út, cổ là nhỏ nhất, thì sống ở trong căn nhà này á, lại là còn lại ba chị gái với hai người anh trai, kèm thêm ba mẹ nữa, tổng cộng là 7 người. Còn mấy cái người anh chị khác á, ai đã có chồng có vợ rồi thì họ đã ra riêng họ ở rồi. Còn những người mà còn lại trong nhà này á, là những cái người còn độc thân thôi mới ở lại trong cái gia đình này. Thì sau khi mà cô Út cổ mất là ở tại ngôi nhà đó còn tổng cộng là 7 người ha.
Thì bữa này là có cái bà chị gái ở trong gia đình á, là cái bà mà thường xuyên nha tỏ thái độ khinh miệt với lại là chị cô Út này. Khi đó thì cái bà này bà đang tắm ở trong nhà vệ sinh á. Vào cái thời đó thì cái nhà tắm là không có phải nằm ở trong nhà như mình bây giờ đâu nha, mà cái nhà tắm là nằm ở phía sau nhà, có dựng lên mấy cái vách tôn xung quanh ở bốn góc, rồi sau đó là đem nước vô trong đó để mà tắm. Trong cái lúc mà cái bà chị này bà đang tắm ở trong á thì bà cảm thấy là có cái gì đó đang rớt ở từ ở trên trời nó rớt xuống, bà cứ tưởng là trời mưa hay không hà, vì cái lúc bà này bà tắm là lúc 5 giờ mấy chiều, ở ngoài trời lại hơi chạng vạng tối thôi, cũng còn có ánh sáng chứ không phải là tối thui tối thùi đâu. Thì trong cái lúc bà tắm bà thấy cái nước nó nhiễu, bà cứ tưởng là mưa không à, mà bà dòm lên thì thấy trời quang mây tạnh chứ đâu hề có dấu hiệu mưa gì đâu. Thì khi mà bà ngoái lên bà dòm một lần nữa thì bà mới thấy là nguyên cái khuôn mặt của cô Út này đang cúi cái đầu xuống nhìn bà tắm. Mà hen, trên cái khuôn mặt của cô Út này là cực kỳ kinh dị luôn. Ở trên khuôn mặt là những cái phần gân nổi gân guốc lên rất là nhiều. Hai con mắt thì đỏ lè, đỏ lét luôn. Mà cái mặt thì giận dữ dữ lắm nha. Và khi này cái nước đó là từ đâu ra? Là do cái miệng của cô Út này luôn hả ra, mà giống như là muốn ăn thịt, muốn xé xác cái bà chị này vậy đó. Và trong lúc cái miệng này nó hả ra nên là nước miếng nước bọt á từ trong cái miệng của cái cô Út này á đã chảy xuống như vậy. Thì khi mà thấy cái cảnh tượng đó, em của mình hiện về thì cái bà chị này bà la làng lên, bà la hét quá trời luôn. Bà sợ tới mức là bà chỉ kịp bà vớt lấy cái khăn bà che lại rồi sau đó bà chạy ra ngoài. Bà la làng la xóm lên, mọi người trong nhà nghe vậy thì cũng chạy ra. Thì cái bà chị này á bà mới la lên: "Con Út nó về, trời ơi con Út nó về, thấy ghê quá, thấy ghê quá." Thì chính cái người mẹ ở trong nhà này á, cái người mẹ của cô Út mới chửi: "Con Út nó chết rồi mày nói nó về cái gì nữa, giờ tới nhà này thêm mày khùng nữa hay gì mày." Đó là cũng chửi vậy chứ là chưa có ai tin là vong hồn của cô Út này hiện về đâu nha. Thì ngày hôm nay á bắt đầu là những cái người anh, thì cả hai cái người anh là mới bắt đầu hai người này á đều gặp cái vong hồn của cô Út này hiện về. Trong lúc mà buổi tối á là 6 giờ mấy, hai ông này ông ăn cơm cuối cùng giống đi làm về trễ, thì hai ông này á là ổng đang ngồi ăn cơm ở sau bếp á, đang cái lúc mà hai người đang gấp đồ ăn ăn lia lịa vì đi làm về đói á, thì tự nhiên là nguyên cái bàn ăn á nó rung rung rung, rung lên. Lúc đó là xài thời điểm đó là xài đèn dầu nghe, chứ điện đóm chưa có phát triển nhiều như bây giờ. Thì trong cái đèn dầu này á là có một cái phần thủy tinh nó bao bọc ở ngoài để cho gió thổi tới là sẽ không có bị tắt. Thì ngay lúc đó luôn cái bàn ăn thì nó rung cạch cạch, là cái bàn cây nghe, chứ không phải là cái bàn bằng đá hay bằng thiết gì đâu, đó là cái bàn bằng cây. Còn về cái đèn dầu lửa đó thì mặc dù là đã được bao bọc bởi cái lớp thủy tinh ở bên ngoài rồi, mà cái đèn dầu này á ở trong cái chỗ ngay cái ngọn lửa, ngay cái phần ánh sáng á, thì cái ngọn lửa đó nó bắt đầu là nó nhúc nhích qua lại giống như là có gió đã thổi vô trong ngay chỗ cái phần lửa đó vậy đó. Rồi thì khi mà thấy vậy thì hai người anh này mới đưa cái tay lên để mà che chắn lại cái đèn này không có cho gió vô, mặc dù là hồi này đang ngồi trong bếp ăn mà đâu có luồng gió nào mà thổi mạnh vô trong đây đâu mà làm cho ánh sáng của cái đèn nó phải nhúc nhích qua lại như vậy. Thì sau khi mà hai anh này anh che cái tay lại cái đèn thì cái đèn này á thì cái ánh sáng của cái đèn á bắt đầu là nó bình thường lại. Rồi sau đó nữa thì hai anh mới dòm qua chỗ đối diện, ngay đối diện trước mặt hai anh luôn. Lúc đó thì chính là nguyên cái cô Út này á, cổ đang ngồi ở trên bàn mà cổ giống như là cổ đói bụng lắm vậy đó. Tóc tai của cổ thì bù xù rũ rượi, nhìn thấy ghê dữ lắm nha. Mà cổ đang ngồi cổ nhìn chăm chăm vô trong cái mâm đồ ăn á, rất là thấy thương luôn. Mà cái khuôn mặt của cô này á, khi mà nhìn hai cái anh này á thì cũng không phải là giận dữ lắm, mà hai con mắt cũng vẫn là đỏ ngầu luôn nha. Thì nhìn chăm chăm vô trong mâm đồ ăn á, giống như là cổ đói bụng dữ lắm vậy đó.
Thì khi mà vừa thấy cái vong hồn của cái cô Út này hiện ra thì cả hai người anh của cô Út á đều giật mình hoảng hồn. Một anh á thì té ngã xuống ghế, còn một anh á thì bỏ tuôn chạy la làng la xóm hết trơn hà. Rồi thì ở trong nhà là đã có tổng cộng ba người gặp cái vong hồn của cái cô Út này. Rồi thì tới cái ngày hôm đó, lần này á, là tới lượt cái ông ba của cô Út. Bữa này á, là ông ba ông đi nhậu về. Sau khi mà ông đi nhậu, ông loạn trọn đi về, ông mới bước lên trên cái thềm ba. Thì ở nhà là có một cái thềm ba bằng đất, phải bước lên trên đó mới đi vô trong nhà được. Thì khi á, mà ông này cũng đang loạn trọn ông bước lên, thì mới bắt đầu á, là cái ông ba này á, ông bị té ngã ra ngoài đất, mà có cảm giác giống như là ai đó vừa đạp mình vậy đó. Thì khi này cái ông ba ông hơi xỉn này nghe, ông cầm chai rượu mà cái tay của ông á thì ông chỉ lên phía trước, ông mới hỏi: "Đứa nào mất dạy đạp tao vậy bay, đứa nào?" Đó là trong cái lúc vừa xỉn mà đi loạn choạng, ông vừa mở miệng nghe ông chửi vậy đó. Thì trong cái lúc mà ông này ông chửi như vậy rồi thì ông dòm ở phía trước nha, thì ông xỉn mà ông mới thấy là có rõ ràng một cái người nào đó đang đứng ở phía trước, mà thấy tóc dài dài á, ông ba này mới đoán chắc là một trong những cái người con gái của mình chứ không ai hết. Thì ông ba này ông lên tiếng: "Nhỏ nào ở bay, mày hết chuyện mày chơi hay gì mày xô ba mày vậy?" Đó là ông ba của cô Út á, mới bắt đầu là chửi như vậy đó. Thì sau khi cái ông này ông mới chớp chớp mắt, ông dòm kỹ coi nhỏ nào để chuẩn bị ngày mai tỉnh là tính sổ với nó. Thì khi mà mở mắt dòm kỹ thì mới thấy đây không có ai khác á, chính là vong hồn của cái cô Út này, chính là cái người con gái Út của ổng á, chứ không ai á. Mà cô Út này á, mà cái mặt của cổ rất là giận dữ luôn, giận dữ kinh khủng luôn. Hai con mắt á, thì đỏ ngầu luôn nha, mà tóc tai thì vẫn là bù xù. À mà hồi nãy giờ á, mình quên kể là cô này cô hiện ra là cô hiện ra với một cái cánh tay là đã bị cụt một bên rồi nha. Tại vì do trước cái lúc cổ chết á, là cái phần cánh tay kia đã bị bác sĩ cưa đi rồi, nên là sau khi cổ mất á, cổ hiện ra thì chỉ còn lại có một cái cánh tay mà thôi. Khi mà thấy cánh tay cụt đó thì cái ông này không biết chính xác là nhỏ con gái Út của ổng rồi. Thì chưa kịp để cô con gái Út này làm gì hết trơn á, thì ổng mới quỳ xuống ha, ổng dập đầu ổng la làng la xóm hết trơn hà. Thì nghe vậy cả gia đình mới chạy ra, thấy ông này ổng đang ở phía trước mé sân á, mà ổng đang dập đầu xuống, ổng dập xuống đất kình 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 luôn nha. Thì thấy ổng vậy mới tưởng là ổng say xỉn, ổng nói nhảm nói xàm không à. Sau khi mà đưa ông ba này vô trong nhà rồi á, là tự nhiên cái tấm di ảnh của cô Út á, đang nằm ở trên bàn vong á, nguyên cái tấm di ảnh á, nó bị rớt xuống một cái kịch, là nguyên cái phần mặt mày cô này á, ập xuống dưới bàn hết trơn hà. Thì thấy như vậy á, mọi người cũng khá là giật mình. Rồi nghe, tới cái ngày hôm nay là cái ngày đỉnh điểm luôn. Bữa hôm đó là chính cái thất thứ hai của cổ, là tới cái tuần thứ hai đó. Mặc dù ở gia đình á, sau khi cô này cũng mất rồi á, làm qua loa, nhưng mà theo đúng tục lệ á, là tới cái thất thứ hai thì cái bà mẹ của cô Út á, cũng có nấu cho cổ một cái mâm cơm, kêu bằng cúng cơm đó hen. Thì sáng ngày hôm đó cũng có đem lên trên bàn thờ một ít cơm với lại một ít thịt kho để cho cô này á, cổ được cúng kiến vậy đó. Thì sau khi mà cái bà này bà cắm cái cây nhang xuống, lúc đó bà dòm vô trong cái tấm di ảnh của cái cô con gái Út này, thì khi mà dòm vô cái tấm di ảnh đó thì khi mà rửa ra, cái thời đó rửa hình nó cũng xấu lắm chứ không phải là được đẹp như bây giờ đó. Cái tấm hình là cũng chỉ có trắng đen hơi mờ mờ thôi chứ không phải là hình màu đâu nghe. Khi mà cái người mẹ này dòm vô trong cái tấm di ảnh của cái cô gái đó, thì khi mà dòm vô thì thấy ở trên cái khóe mắt của cái cô này, với lại là ở chỗ khóe miệng, mới có máu chảy ra từ ở khóe mắt và cái khóe miệng đó, máu chảy ròng 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 xuống cuối tấm di ảnh luôn. Thì hồi này á, cái bà mẹ bà thấy như vậy bà mới giật mình, bà lùi lại, bà mới té ngã ra phía sau luôn. Ngay lúc đó thì ở ngay chỗ cái lư hương mà cắm cây nhang vô thì nó mới phật lên nó cháy. Thì khi mà cái lư hương này nó cháy rồi, nó lan ra cái tấm thảm trải của cái bàn đó, thì khi đó là nguyên cái bàn vong của cái cô Út này phật lên cháy, cháy lửa ngùn ngụt luôn. Mà ngay lúc đó là cái bà mẹ bà đang
té ra dưới đất. Bả dòm vô thì bả vẫn thấy ở trên cái tấm di ảnh đó là máu còn chảy ra ở từ chỗ khóe mắt, khóe miệng, và ở trên cái khuôn mặt của cô Út này là giận dữ cực kỳ luôn. Rồi thì sau cái sự kiện này trong nhà cũng bắt đầu rất là ớn, thường xuyên luôn là thấy vong hồn của cô Út này hiện về để chọc phá chính cái gia đình của mình luôn. Vì thực sự là chính cái gia đình này á đã không có yêu thương, không có bảo bọc cô Út, không hề xem cô Út như là người thân ở trong nhà, nên là bây giờ cũ quay về á, cũ hiện ra để mà chọc ghẹo vậy thì cũng đáng với cái gia đình này luôn hen. Sau một khoảng thời gian dài bị cô này cổ chọc ghẹo thì những cái người anh chị này á, cũng cố tình để mà đi rời khỏi cái căn nhà đó, không có dám ở đó nữa vì cái bà cô Út này bà hiện ra hoài à, thấy ghê dữ quá. Còn về phần của ông ba với lại là bà mẹ cũng có kêu thầy tới nghe, kêu thầy tới để tự trấn yểm cái nhỏ con gái của nhà mình luôn, nhưng mà ông thầy ông nói là làm không có được vì cái cô này á, cổ mất cũng chết với những cái oán khí rất là giận dữ, oán khí nặng dữ lắm, mà thậm chí là cô này cũng còn trinh nữa, nên là bây giờ cái vong hồn của quậy như vậy thì cũng phải chịu thôi, chứ giờ không có cái sức mạnh nào mà có thể đàn áp được cổ đâu. Rồi thì cuối cùng là ba mẹ của cô Út này vẫn phải sống ở trong căn nhà đó thôi, chứ bây giờ cũng đâu có đi đâu được đâu, đâu có bỏ nhà của mình đi được. Nhưng mà theo thời gian á, thì chính cái người ba và người mẹ này á, bị hành dữ quá, bị chọc, bị phá, còn thậm chí là cái cô này còn muốn về bắt hai người này theo nữa. Nên là rồi thì một thời gian sau, chỉ có 3 năm sau thôi, thì cả hai ông bà là ba mẹ của cô Út này á, đều đã bị chết, mà chết như thế nào, đã chết cháy ở trong chính cái căn nhà đó luôn, không biết làm sao á, nấu nướng như thế nào á, mà lại là gây ra hỏa hoạn, cả hai ông bà đều đã chết ở trong chính cái căn nhà của mình luôn, vì thời điểm đó là cái nhà xây bằng cây bằng lá không à, chứ không phải là xây bằng gạch bằng tường như mình bây giờ đâu nghe. Rồi thì sau đó thì cái câu chuyện này cũng đã kết thúc. Nhưng mà mẹ của cái người mà gửi chuyện về là cũng có kể thêm, sau khi mà cái nhà đó bị cháy rụi xong rồi á, thì có nhiều người khi mà đi ngang đó họ vẫn nhìn thấy cái vong hồn của cái cô gái, chính là cái cô gái mà đã bị cụt một tay đó, cổ hiện ra, cổ hù chọc rất là nhiều người luôn. Và mãi cho tới thời điểm gần đây á, khi mà người sống nó bắt đầu đông đúc hơn thì cũng không có còn nghe nhắc tới nhiều về cái vong hồn của cái cô gái đó nữa. Thì qua cái câu chuyện này á, thực sự là mình cũng có nhớ về một cái người bà ở trong dòng họ của mình luôn, cũng đã từng bị tương tự như vậy luôn, là cái người bà ở trong dòng họ của mình đó nghe, là bà cũng đã mất rất là sớm, mất ở cái tuổi còn rất là trẻ, tuổi trăng tròn như vậy, cũng là do là đi xay mía rồi vô tình là cái cánh tay á nó bị cuốn vô trong cái máy xay mía, và rồi thì cũng đau buồn quá cũng đã tự tử như vậy luôn. Và qua cái câu chuyện này mình có một cái ý kiến như thế này, nếu mà thực sự là gia đình của cái cô Út ở trong cái câu chuyện mà mình vừa kể á, gia đình biết an ủi quan tâm hơn một chút xíu, thì dù là mình không có một cái tay, hay là mình không có hai cái tay, hoặc là mình không có hai cái chân, thì cũng có rất là nhiều người họ đã làm nên những cái kỳ tích mà những cái người bình thường còn không làm được nữa đó. Giống như là có rất là nhiều người khuyết tật nhưng mà nổi tiếng về những cái thành tích mà họ đạt được luôn. Thực sự cái đó là do suy nghĩ, do ý chí con người thôi. Người ta nói tàn chứ không có phế là như vậy đó ha. Rồi thì câu chuyện này cũng đã kết thúc trong cái tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay á, nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nghe. À mà nếu quý vị và các bạn mình có những câu chuyện thì các bạn có thể gửi về thông qua Zalo, Facebook và Gmail ở bên dưới màn hình để Như có thể chia sẻ câu chuyện của các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước nghe. Rồi ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mến chúc quý vị sẽ có một ngày thiệt là vui vẻ nghe. Bye bye!